Hello mọi người, chào mừng trở lại với channel DC Gaming của mình. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục một cái series unbox cái hộp Darkness Ablaze. Thì lần trước mình đã có unbox một hộp trước rồi. Ở cái hộp trước thì mình đã có được những thứ như thế này. Đó là một con Charizard VMAX một với lại hai con promo này. Thì thực ra lần trước thì mình mới chỉ có mở một cái hộp promo thôi, đó là cái hộp của con Hydro Gun này. Còn đây là một hộp mà mình mới mở sau này nhưng mà mình không có quay clip lại. Thì cái hộp đó thực ra là cũng chẳng có gì đặc sắc cả, thì nó cũng chỉ có một cái lá promo này thôi. Thì hiện tại thì mình đã có được 2/4 lá promo của cái set Darkness Ablaze này rồi. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mở thêm 3 hộp Darkness Ablaze này nữa để có thể xem coi chúng ta có thể kiếm được là 2 lá promo còn lại của cái set Darkness Ablaze này hay không. Và sau đó chúng ta sẽ cố gắng kiếm thêm được những cái lá Secret Rare hoặc là những lá Full Art hoặc là những lá hiếm ở trong cái set Darkness Ablaze này. Yeah, thì cũng có một lá nữa mà mình đã bắt đầu bỏ vào một bộ bài của mình rồi, đó chính là đá Capture Energy này. Thì cũng là một lá mà mình mở được ở cái hộp đầu tiên, một cái video clip mà mình đã làm ở trên kênh của mình. Thì thì hôm nay mình sẽ bắt đầu mình mở 3 hộp này và sẽ xem coi chúng ta sẽ có được những gì ở trong 3 cái hộp Darkness Ablaze này, Build and Battle Kit này nha. Thì alright, mình sẽ bắt đầu mở hộp đầu tiên ra. Thì một hộp này thì như mình đã nói từ video clip trước là chúng ta sẽ có chắc chắn là sẽ có một cái pack Evolutions, một cái Evolutions pack và sau đó là 4 cái booster packs khác nữa của set Darkness Ablaze. Cái này khá. Alright, thì đây là cái hộp của chúng ta và hộp đầu tiên thì chúng ta sẽ cố gắng mình sẽ cố gắng kiếm được những lá hiếm nhất ở trong cái set này thôi. Ok, thì đây sẽ là cái hộp của chúng ta. Vẫn như thường và ok, và một con promo thứ 3 của chúng ta. Thì bây giờ mình đã có được cái promo thứ 3 đó chính là cái con Decidueye này. Alright, như vậy là mình đã hoàn thành được 3/4 lá promo của cái set là Darkness Ablaze này. Thì bây giờ mình sẽ mở cái gói Evolution Pack này ra để xem coi nó có khác biệt gì so với lại những cái Evolution Pack kia. Nhưng mà thường thì mình nghĩ là không đâu. Thường thì nó chỉ khác cái lá promo, còn lại thì những cái lá trainers, những cái lá Pokemon tiến hóa thì mình nghĩ là sẽ y chang thôi. Thì đây là con Decidueye của chúng ta, promo của Darkness Ablaze. Alright, Bird Keeper, Quick Ball, Pocket Kit, Dan, một con Rowlet, một con Dartrix, Ducklet, Swanna, Kaboo, Evolution Sinsense, Milo, Sonia, Tapu Koko, Rayforcer, và hai con Dracozot. Thì đó sẽ là cái Evolution Pack của chúng ta. Đây là cái Evolution Pack. Thì thực sự là cũng không có gì khác biệt so với những cái khác cả. Chúng ta chỉ có một cái lá promo khác biệt thôi, đó là con Decidueye. Như vậy là mình đã hoàn thành được cái con promo thứ 3 của cái set này rồi. Và chúng ta sẽ còn đúng một con promo nữa, thì theo mình nhớ đó chính là cái con Kangaskhan. Thì để xem coi chúng ta có thể có được con Kangaskhan đó ở trong hai cái hộp còn lại hay không. Thì ở đây chúng ta sẽ có 4 cái booster pack, thì có lẽ là mình sẽ mở 4 booster pack này cuối cùng nha. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng mình mở hết mấy cái hộp Evolution Pack trước của những cái hộp này, sau đó mình sẽ bắt đầu mình tiến tới mình mở cái booster pack sau. Bởi vì chúng ta sẽ kiếm rất là nhiều thứ ở booster pack, thế nên là mình nghĩ là mình sẽ ưu tiên mở cái Evolution Pack trước đi để xem mà chúng ta có được những gì từ lá promo. Thì hộp tiếp theo của chúng ta, để xem coi chúng ta sẽ có được con promo gì ở đây. Ok, vẫn sẽ là một cái lá và tiếp tục sẽ là một con Decidueye này. Thì thật ra là ở meta sắp tới thì có rất là nhiều người đang làm bộ bài về Decidueye này. Và có thể là con này sẽ rất là hot, và hiện tại thì mình đã có tới 2 con này promo rồi. Thật là tuyệt vời. Thì vẫn chưa có được con Kangaskhan nhưng mà không sao cả. Decidueye, that's fine. Và chúng ta sẽ mở ra xem coi, và mình nghĩ là cũng sẽ y chang như lại cái pack vừa rồi của chúng ta thôi. Cũng sẽ chỉ là như đó thôi. Ok, Decidueye, Nursing, Hop, Research. Đây là con khác sang Mỹ, đây chính là con khác sang promo. Nhưng mà con này thì không có promo, nó không có cái chữ ở trên góc này. Thế có thể là ok, thì đây là con khác sang mà chúng ta sẽ có được nếu chúng ta mở được promo. Vanillite. Tiếp tục là Vanillite, Vanillish, Vanilluce, Vanillux, Bird Keeper, Quick Ball, Milo,
Sonia, Rowlett, Datrix, Ducklett, Ducklett, Ducklett và hai con Swana. Alright. Thì thì thực ra là những con tiến hóa nó cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Có thể là nó không có những con không phải là hoàn toàn chính xác 100% giống nhau, nhưng mà những con tiến hóa thì nó cũng sẽ chỉ có như đó con, chúng ta sẽ mở đi mở lại những con như vậy thôi. Bởi vì cái hộp này chúng ta sẽ chơi ở trong cái sự kiện Rebuild, thế nên làm tới chúng ta sẽ có được một hộp này, sau đó chúng ta sẽ tự build bài với lại cái hộp mà chúng ta có này. Thế nên là đó là sao nó thường sẽ có những con tự tự như nhau như vậy, để mọi người có thể build một cách dễ dàng nhất và thi đấu giao lưu thôi. Cuối cùng để xem coi chúng ta có được cái con promo cuối cùng của cái set mà Darkness of Light này không nha. Để xem, let's see, Kangaskhan. Alright, rất đáng tiếc là chúng ta đã không có được con Kangaskhan. Nhưng mà không sao cả. Một con Arthrozoul, một con Pokemon Fossil hệ điện. Alright, đây là con Darkness of Light promo của chúng ta. Okay, vẫn sẽ là đây cái code mình sẽ bỏ qua một bên. Milo, Sonia, đây là con Kangaskhan chúng ta tìm kiếm nhưng mà chúng ta đã thất bại. Vanillite, Vanillite, Vanillish, Vanillish, Vanillux, Vanillux, Kaboo, Every Something Sense, Pokekid, Dan, Tapu Koko, Tapu Koko, Rare Fossil 3 cái và Dracozolt. Yep. Thì đó sẽ là tất cả những gì ở trong cái Evolution Pack của chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành tới mình mở cái 12 cái booster packs còn lại để xem chúng ta có mở được gì hot ở trong cái booster pack này không nha. Thì có lẽ là nó sẽ khác với những video clip trước, thì mình sẽ làm cho mọi thứ kỹ tính hơn. Mình sẽ giấu đi cốt trắng hay cốt xanh, mình sẽ không show cốt trắng hay cốt xanh nữa để chúng ta không phải quá là buồn khi chúng ta gặp cốt xanh hay là quá là vui khi chúng ta gặp cốt trắng nữa. Thì có lẽ mình sẽ cố gắng giấu cái cốt đi để mọi người có thể cùng hồi hộp chung, chúng ta có thể cùng nhau hồi hộp. Ok, thì bây giờ mình sẽ bỏ cốt qua một bên. Let's go. Fire Energies, Staravia, Zuelus, Pupitar, Snubbull, Melton, Bunnelby, Paras, Lavitar, Tyranitar, Holo, okay. Nhìn khá là ngầu, hệ Fighting. Và cuối cùng chúng ta sẽ là con Hydrogen. Alright, như vậy là pack đầu tiên. Đáng tiếc là mình nghĩ là không có gì đặc sắc ở trong cái pack đầu tiên này cả. Và bây giờ mình tính tới pack thứ hai, pack của con Sentiscorch. Ok, thì một trong những lá rất là hot ở trong cái set này đó chính là lá Crobat. Và cái lá Crobat thì rất là nhiều người đã tìm kiếm và có thể, và hiện tại cũng rất là nhiều người không có được nó ở trong những cái packs mở. Thì để xem chúng ta có được con Crobat hay không. Fire Energy, Lunastone, Staravia, Pupitar, Diglett, Panpour, Spinarak, Dunspear, Nickit và cuối cùng sẽ là con Talonflame với ability là Scorching Feather. Ok. Cũng không gì đặc sắc ở trong cái pack này cả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến tới pack tiếp theo. Hai pack chúng ta ra đi và chúng ta thất bại trong hai pack lầu, nhưng mà chúng ta có thể gỡ gạc lại với lại 10 pack còn lại. Ok, và pack tiếp theo 1, 2, 3, 4 và let's go. Psychic Energies, thêm một Pokemon Breeders Nurturing, Combuskant, Staravia, Mr. Mime, Electrike, Dino, Pampsimician, Bunnelby, Clink và cuối cùng sẽ là con Galarian Slowbro V. Alright, một con Pokemon Hedgehog. Okay. Thì đây là set Darkness of Light, là cái set này những con Hedgehog nó sẽ trỗi dậy và chúng ta đã có được con Pokemon Hedgehog đầu tiên ở trong V đầu tiên ở trong cái set này, đó chính là con Galarian Slowbro V và pack thứ tư. Hey, thì có vẻ như các bạn thấy rồi, đó là code xanh. Thì thực sự là mình không biết cách này làm sao để có thể giấu cái code ra trước khi chúng ta mở được. Bởi vì thật ra là mở nếu như chúng ta che như thế này thì mình nghĩ là nó sẽ rất là dễ thấy. Alright, không sao cả. Metal Energy, Cap, Cape of Toughness,
Vibrava, Simisir, Stanley, Aaron, Kupchu, Rowlett, Jekyll Buff, lại tiếp tục một cái Cape of Toughness, Hello và Alfredos. Alright. Không gì đặc sắc cả. Đây là không gì đặc sắc ở trong box vừa rồi cả. Và tiếp đến box tiếp theo. Ok. Hiện tại tiếp tục là có sàn lá rồi. Wow, thực sự là rất là khó để giấu đi được cái sự thất vọng của chúng ta mở được cái cốt sàn lá. Nhưng mà wow, that's fine. Nãy giờ chúng ta không mở được quá là nhiều thứ hay, như là cái pack đầu tiên của chúng ta, một con Gotorita, Pansir, Marip, Snubbull, Tauros, Rookidi, Staraptor và con Melmetal. Ok, pass. Tiếp tục cái cốt tiếp theo. Pack tiếp theo của chúng ta. Pack của con là con này con gì mình quên tên rồi, cái con là Hedgehog. Lại tiếp tục là một cốt sàng lá. Có vẻ như là mình đặt ra cái điều là chúng ta giấu cốt đi, nhưng có lẽ là sẽ không giấu được nữa rồi. Toxapex, Big Parasol, Darumaka, Sandstret, Rowlett, Scovet, Spinarak, Vibrava và Trash. Thì yeah, với những người chơi mà thi đấu competitive như mình thì mình sẽ expect rất là cao ở trong những cái pass của mình, và những cái thứ vừa rồi thì thực sự là có thể gọi là đánh giá là trash thẳng được luôn. Tránh là trash vì chúng ta không sử dụng những cái pass đó làm gì cả. Ok, Water Energies, Relicant, Zealous, Familiar Bell, ok đây là một lá mình chưa có, Fletching, Wimpod, Grimmer, Clink, Ducklet, một con Milotic, alright, holo, và cuối cùng chúng ta sẽ là một con V, và đó là con Salamence Full Art. Ok, ok, nhìn rất là ngầu, một con Salamence V Full Art ở đây. Yeah, rất là đẹp luôn, cái màu và cái art của nó thực sự là rất là, yeah, rất là đẹp, rất là đẹp. Và ok, chúng ta đã có được một cái pack thành công ở cái vừa rồi. Hiện tại thì chúng ta sẽ còn khoảng đúng 5 pack cuối cùng thôi. 5 pack cuối cùng thì chúng ta có thể tìm kiếm những thứ ngon nhất của set này, đó chính là con Crobat V hoặc là những con D-Max mạnh ở trong cái pack này. Và chúng ta sẽ tiếp tục có một cốt xanh, cốt trắng. Fighting Energies, C-Message, Simipour, Cold V-Snack, Morello, Wishiwashi. Đây là một cái con rất là hay, có 30 má thôi nhưng mà chiêu nó rất là hay, shuffle hands vào deck và draw đến tận 8 lá lận. Chúng ta hy sinh một price và draw 8 lá. Wow, đó cũng là một lượng draw rất là lớn nếu như chúng ta không bị monies các kiểu thôi. Qfant, Dino, Vanillish và cuối cùng sẽ là con Caesar V, là tiếp tục một con V nữa. Không phải là con V chúng ta muốn nhưng mà đó vẫn sẽ là V. Và next pack. Pack của con Charizard V Max. Okay. Và chúng ta mở rất là nhiều vi, và tiếp tục một cốt trắng nữa. Có vẻ như là những cái phát xui nhất của chúng ta đã kết thúc ở những cái lượt mở đầu rồi. Và chúng ta bắt đầu tìm lại sự may mắn ở đây. Một Dark Energy, biết đâu là một con vi sẽ Dark. Pokemon Breeders Nurturing, Fletchinder, Hiding Energy, Gothita, Nickit, Shelmet, Lavita, Grimmer, Sandstret và cuối cùng sẽ là con một con Decidueye. Wow, yeah, Decidueye, một con cũng sẽ là rarity, sẽ là như các bạn thấy đây, đó chính là sao, đó chính là rare. Nhưng mà rare này thực sự là rất dễ kiếm rất là nhiều so với những lá khác, và nó sẽ là một sự thất vọng cho một cái pack mang cốt trắng ở đây. Yeah, sẽ là một sự thất vọng nặng nề. Nhưng không sao cả, tiến lấy pack tiếp theo để có thể gỡ gạc lại. Eternators. Oops, mọi người đã biết điều gì đang chờ đợi chúng ta rồi. Grass Energies, Duck Trio. Một lá mới nữa mà mình chưa mở được, đó chính là lá Billowing Smoke. Nếu Pokemon mà có gắn đó là trên người và bị tấn công thì người chơi mà knock out được con Pokemon này và lấy được prize thì sẽ discard cái prize đó thay vì bỏ lên tay. Dạ, một lá khá là hay, và một special energy hệ lửa mới của chúng ta. Mình cũng chưa có lá này luôn. Cool Fans,
Sinisti, Vibas, Parmesan, một lá holo của cái Billowing Smoke và cuối cùng sẽ là con Vocal Rona. Alright, một pack chúng ta thu thập được những cái lá chúng ta chưa có để có thể gỡ gạc cho một cái pack thất bại thì nó cũng không quá là thất bại, và tiếp tục tới hai pack cuối cùng để có thể mở được những lá hot nhất ở đây. Hy vọng hai pack của chúng ta sẽ có được một lá secret rare hoặc là một lá ít nhất là một con có xu hướng xịn sò ở trên cái thị trường hiện tại. Thì mình đang cảm thấy được độ nặng cái pack này mà mình nghĩ có thể có hy vọng, nhưng mà hy vọng đó là không tồn tại. Và Sachik, Simisir, Duck Trio, một cái Fossil, Point Passage, Galette, Vanillite, Trapinch, Teddy Sura, một con Galarian Mr. Mram, và một cuối cùng sẽ là con Sarina. Let's get it out here. Và cuối cùng sẽ tới Bax cuối cùng. Bax mang đầy hy vọng của chúng ta để kết thúc cái video clip ngày hôm nay, và kết thúc video clip hôm nay sẽ là một sự thất vọng chan chê. Đó là một con xanh lá, và xem có được cái thứ gì mới ở trong cái pack này không thôi. Fantasy, chúng ta có một cái trainers mới, một cái struggle glove ở đây. Pokemon nào có weakness so với vị trí Pokemon active của đối phương thì chúng ta sẽ gây thêm 30 đam. Ok, một lá khá là thú vị. Còn Combusken, Popita, Purloin, Potas, Sentret, Lavesta, Morelu, Golett, và cuối cùng sẽ là con Mimikyu. Alright, Pokemon đối phương ở dưới bên sẽ không thể heal được. Yeah, một con cực kỳ thú vị. Artwork của nó cũng rất là ngầu ở đây. Một con Mimikyu mới của cái set Darkness of Blaze này thì well, đó cũng là một thứ có thể chấp nhận được cho một cái pack này của chúng ta. Và yeah, có là đó là cũng sẽ là cái pack cuối cùng của trong cái ba hộp Billion Battle Kit của chúng ta ngày hôm nay. Thì tổng kết lại thì thực sự là chúng ta sẽ có được những thứ chúng ta sẽ không có quá là nhiều thứ so với lại lần trước. Thì đây là những thứ mà mình đã có được ở xong cái pack này mà thực sự là đáng chú ý. Đó chính là hai con, là ba con V ở đây. Đó là con Caesar V, con Salamence V và con Galarian Slowbro V. Yeah, ba con này và một con rare của chúng ta là con Decidueye. Thì thực sự là kết hợp với lại cả hai cái con promo Decidueye đấy, chúng ta đã có ba con rồi. Thì một bộ bài thì thường sẽ sử dụng khoảng 4 con để build, và chúng ta đã có được ba con thì thực sự là cũng không quá thất bại. Nhưng mà nếu như mà có thể nói chính xác ra thì thực sự là cái pack là ba cái boost, ba cái pack, ba cái hộp của chúng ta ngày hôm nay nó không bằng một góc của một cái hộp của chúng ta mở lần trước. Lần trước chúng ta mở được con Charizard V Max và và cả cái Secret Rare Energy gì nữa, thì có vẻ như đó là tất cả những sự may mắn của chúng ta đã dùng hết vào cái hộp đó rồi. Thì ở thời gian sắp tới thì mình có thể là mình sẽ vẫn tiếp tục mở thêm một vài thứ nữa, thì có thể là mình sẽ tiếp tục mở những cái hộp này nếu như mà có thời gian và có điều kiện, chúng ta sẽ mình sẽ mở thêm một vài hộp Billion Battle Kit này nữa. Còn nếu không thì sẽ trong thời gian sắp tới khoảng một tuần rưỡi hoặc là hai tuần nữa thì nó sẽ ra cái hộp Booster Box của cái Darkness of Blaze này. Bởi vì hai tuần nữa thì nó mới chính thức là cái thời gian mà set này được phép ra mắt, thế nên cái hộp Booster Box mới bắt đầu được chính thức bán, thì lúc đó mình có thể mở cái Booster Box. Thì Booster Box sẽ có khoảng 36 packs. Thì tỷ lệ mở ra được những lá bài ngon của chúng ta sẽ cao rất là nhiều. Thì có thể là mình sẽ tiếp tục mở hộp này hoặc là mở thêm Booster Box ở giờ sắp tới. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip ngày hôm nay. Hành trình tìm kiếm những lá bài còn lại của đất này supply chúng ta sẽ còn rất là dài. Sẽ còn rất là dài, chúng ta còn thiếu rất là nhiều thứ. Và mình sẽ cố gắng hoàn thiện cái set này sớm nhất có thể trong thời gian sắp tới. Và nếu như các bạn thấy thích video clip này, hãy để cho một like và một subscribe, và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip unbox sau. Tạm biệt mọi người.